Bạn đã bao giờ tình cờ thấy điều gì đó trên mạng khiến bạn phải thốt lên: sao tự mình không nghĩ ra được ý hay như thế nhỉ? Chà, chuẩn bị lặp đi lặp lại câu hỏi ấy nha. Ý tôi là, đây chẳng phải là chiếc ghế siêu đỉnh ai đó tìm thấy khu ẩm thực của trung tâm thương mại à? Bạn sẽ không phải đặt túi xuống sàn hoặc kiểm tra 2 phút một lần xem nó có bị trượt khỏi ghế hay không. Thay đổi một xíu mà khác biệt to đùng. Bạn có đoán được đống kim loại ở góc cầu thang này dùng để làm gì không? Tôi cũng không hiểu, nhưng hóa ra đây là đồ chống bụi gốc. Và không, chúng không chỉ là hoa văn trang trí theo phong cách Victoria. Chúng thực sự ngăn được bụi tích tụ ở các góc cầu thang để giúp bạn dễ dàng quét bụi ra khỏi đó hơn đấy. Chiếc chảo này có vẻ hơi kỳ, nhưng thực tế thì nó rất tuyệt đấy. Bạn có biết sau khi chiên thịt làm nhân bánh thì phải mất rất nhiều thời gian để loại bỏ dầu mỡ không? Chà, thiết kế này giúp việc xả hết chất mỡ đó trở nên cực kỳ dễ dàng mà không gặp vấn đề gì. Không phải cạo chảo nữa rồi. Nếu bạn thích khoai tây chiên thì chắc chắn thích cái này. Cái hũ nhỏ đựng sốt ở trên tiện thật nhỉ? Bạn đã làm hỏng bao nhiêu quần áo khi cố gắng gỡ nhãn ra rồi. Điều đó sẽ không xảy ra nữa nếu đồ mới của bạn trông như thế này. Nhãn được gắn vào một mảnh vải nhỏ chứ không phải gắn thẳng vào sản phẩm. Vì vậy, dù có thực hiện sai động tác thì chiếc áo mới của bạn vẫn được an toàn. Ngoài ra, nó sẽ không để lại bất kỳ vết cắt dư nào. Trước khi bạn coi là bộ đồ liền này bị lỗi bởi vì hai cái cúc này không giống màu nhau, thì để tôi kể cho mà nghe. Đây thực sự là một trong những thiết kế đỉnh cao. Cúc này được thiết kế khác biệt để bạn có thể sắp xếp chúng dễ dàng hơn. Lái xe trên đường băng có thể khó khăn và nguy hiểm, nhưng biết những gì phía trước sẽ giúp bạn cảnh giác và vượt qua dễ dàng hơn. Cảnh báo băng đổi thành màu xanh lam khi bên ngoài trời đóng băng. Nhờ thế mà bạn biết điều gì sẽ xảy ra. Việc cố gắng cắm ổ USB, đặc biệt là khi bạn đang vội, có thể khá khó chịu. Nhưng cái này với các cạnh được bo tròn thì lại nâng tầm khả năng cắm ổ của bạn đấy. Và vâng, bây giờ bạn có thể đặt nó cách nào cũng xong, cả mặt trên và mặt dưới. Đầu cắm USB-C đang trở thành tiêu chuẩn. Nếu bạn đã từng cố gắng lắp ráp nhiều thứ liên quan đến bu lông, ốc vít và tương tự thế, thì bạn biết rằng một trong những anh chàng nhỏ bé đó có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn, đặc biệt là khi thiếu mất một cái. Vì vậy, xin cảm ơn nhà phát minh ra bộ thiết kế đi kèm với phần phụ tùng riêng biệt nhé. Một trợ thủ khác cho những nỗ lực tự chế của bạn, hay nói đúng hơn là tự sửa chữa: túi chữ O đi kèm với một chiếc cân, và bạn có thể kiểm tra kỹ xem bạn có lấy được kích thước chi tiết phù hợp hay không. Cần bao nhiêu nước để đun sôi chỉ một tách trà? Bạn không cần phải biết, miễn là có ấm nước nắm chắc điều đó cho bạn. Tuy nhiên, cà phê lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đừng ngạc nhiên nếu bạn đọc công thức làm cà phê ý ưa thích và người ta nói là khẩu phần được pha cho 2 cốc, mà mỗi cốc có cỡ bé như một ngụm. Cốc espresso thật ra không được lớn hơn 60-90ml để giữ được hương vị đậm đà và nhiệt độ phù hợp. Chuyển sang thiết kế thiên tài tiếp theo nhé. Bạn có đoán được cái móc bé xíu trong hộp này để làm gì không? Nó giúp giữ chặt cái muỗng luôn bơi đâu đó trong ván sữa, cacao, bột mì hoặc bất cứ thứ gì ở dạng bột. Trước khi tôi giải thích phát minh tiếp theo, bạn có biết nơi bẩn nhất trong phòng tắm là gì không? Tình mới đây, không phải bồn cầu. Chúng ta cho rằng nó bẩn nên tốn rất nhiều thời gian và công sức để làm sạch vị trí này. Nhưng nhà vô địch thực sự về vi trùng chính là sàn phòng tắm. Bàn chải đánh răng của bạn giữ vị trí thứ hai. Tiếp theo là tẩy nắm cửa, khăn tắm và sơ mướp. Đó là lý do tại sao cửa nhà tắm có tay nắm khuỷu lại rất thông minh. Cây cối nhà bạn sẽ thích cái này và nó sẽ làm cho việc chăm sóc chúng trở nên thú vị hơn cho chính bạn nữa. Bình tưới và bình xịt 2 trong 1. Tiện quá là tiện.
Món gì kết hợp đây nhỉ? Một cuộc thảo luận ngắn trên mạng cho ta biết đây là một sản phẩm kết hợp khác. Lần này là để làm sạch vết cửa sổ. Bạn nên sử dụng phần màu đen làm dụng cụ cạo bụi, sau đó lật thiết bị lại và dùng chổi quét bụi vào khay đựng rác nhỏ. Không biết nó có dùng được trên bàn phím máy tính của tôi không nhỉ? Một thiết kế khác không quá rõ ràng đã gây ra một cuộc đấu phím trên mạng. Công cụ này giúp đục một hàng lỗ và gắn ghim, lại còn trông như hộp thủ công nữa. Có ý tưởng gì không? Nếu thích dán ribbon lên quà tặng, bạn cần cái này trong đời đấy. Công cụ tuyệt đỉnh này dùng để uốn ribbon quà tặng. Bạn phải kéo dải ribbon sang một bên, kẹp nó lại, sau đó dùng lực kéo nó lại về phía đuôi dải băng. Và đấy, bạn sẽ có được một chiếc nơ xoăn giúp nâng tầm việc tự gói quà. Thế cái này thì sao? Ống silicone nhỏ có hai đầu gắn ở hai bên. Bạn có nhớ cái thời mà bạn còn học cách cầm bút chì để viết không? Có tiện ích này thì dễ hơn nhiều. Đó là một giá đỡ silicone có thể dùng để học cách cầm bút, bút chì, kéo, cọ trang điểm và có thể những thứ tương tự khác. Cứ thoải mái mà sáng tạo. Một người dùng Internet đã tìm thấy nó trong phòng khách sạn của họ. Chắc hẳn đã khiến người ta bối rối một lúc đấy. Nhưng may mắn thay, những người khác biết chính xác cái dây điện thoại kỳ quặc có bọc nhựa hai đầu này để làm gì. Đó là cáp giữ hai mặt dành cho điều khiển TV. Bạn có thể dùng nó ở nhà nếu không muốn mất điều khiển. Nhưng nếu bạn tìm thấy nó ở khách sạn, có vẻ như họ không tin tưởng khách hàng lắm và không muốn bạn giữ chiếc điều khiển từ xa làm kỷ niệm. Hãy quên đi tất cả những gì tôi đã nói trước đây đi. Chiếc máy của tương lai này chính là thứ tôi thích nhất, bởi vì nó có thể ta-da, gấp đồ giặt cho bạn. Đúng, áo sơ mi của bạn có thể trông đẹp như lúc mới mua. Bạn tưởng tượng được ra giá đỡ tai nghe đáng yêu hơn thế này không? Tôi thì chịu. Có ai còn dùng mực để viết những bức thư dài lãng mạn không? Hãy nhớ nghiêng lọ khi đã hết 3/4 mực và không lãng phí giọt mực nào nhé. Hệ thống mã màu hộp hẳn đã tăng tốc độ phân loại và giao hàng lên rất nhiều. Tất cả những gì bạn phải làm là ghi nhớ màu nào tượng trưng cho cái gì. Có vẻ như ai đó đang lấy bánh bao thịt lợn và rau từ món này rồi. Ga tàu ngầm ở thủ đô Washington đã đưa ý tưởng này lên một tầm cao mới và thử nghiệm hệ thống mã màu trên tay vịn của họ. Họ đã thay thế những chiếc thang cuốn màu đen truyền thống tại một nhà ga vào cuối tuần. Màu đỏ dành cho tuyến đỏ, còn màu vàng và xanh lá. Bạn đoán đúng, dành cho các chuyến tàu tuyến vàng và xanh lá. Nó được cho là sẽ giúp hành khách tìm ra thang cuốn nào họ cần để đến đúng sân ga nhanh hơn. Fan đi bộ đường dài ơi, cái này là dành cho bạn nè. Mấy đôi bốt được biến đổi từ giày thể thao thường này đi trên băng cực tốt luôn. Những chiếc ga nhỏ này sẽ giúp bạn không bị trượt ngã. Thế là mất luôn. Gửi lời cảm ơn chân thành của tôi tới người đã thiết kế chiếc thước kẻ có đầu nhô lên này. Có vẻ như việc nhặt thước rơi không còn quá khó khăn nữa. Nếu gia đình bạn có một số thành viên chưa thể với tới bồn rửa, bạn có thể muốn mua món nội thất phòng tắm này ngay bây giờ. Vâng, bậc thang kéo ra được như ngăn kéo. Và đừng rời khỏi phòng tắm vội, bạn sẽ thích chiếc bồn xíu có bồn rửa âm tường này. Bạn rửa tay và nước sẽ được sử dụng cho lần xả tiếp theo. Quá khéo luôn. Tôi giới thiệu cho bạn cả phát minh hữu ích này nữa nhé. Đây là máy thái bơ. Bạn cắt đôi món ăn nhẹ lành mạnh yêu thích của mình, bỏ hạt rồi múc từng lát ra. Gọn gàng chưa?